Hello, anh xin chào mọi người nha. Anh thấy đã phát hiện ra một con kinh dông bự đó, bị chán luôn đó. Anh sẽ tiến hành tiếp cận nó đó. Và bắt nó cho mọi người xem nhé. Đó rồi, trên cây rồi đó. Tiếp cận cho mọi người xem nhé.